Hôm nay mình lại lên video tiếp theo nha các bạn nhé. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình nhá. Mưa quá các bạn. Thì mình đang ở trong vườn này. Rất là mưa luôn. Hôm nay mình lại trồng cái cây mít nha các bạn nhé. À nhầm các bạn, hồng mắt cua nha các bạn nhé. Kia đang ra rất là khỏe này.